Việt Nam đang được xem là thị trường hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại trong lĩnh vực nhôm kính, hôm nay đã diễn ra lễ ký kết đối tác phân phối độc quyền tại thị trường Đông Nam Á giữa công ty Heroan của Đức và công ty Kara Windows của Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hữu ích, kết nối, gặp gỡ đối tác cũng như là chia sẻ kinh nghiệm và phát triển hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm nhôm kính, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển cho ngành nhôm kính tại thị trường Đông Nam Á, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vật liệu xây dựng cao cấp, bền vững và thân thiện với môi trường. Chúng tôi đã có 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính, nên việc phát triển ra các thị trường mới là mục tiêu của chúng tôi. Qua nhiều đánh giá, chúng tôi rất kỳ vọng sự phát triển ở thị trường Đông Nam Á, đầy tiềm năng. Và qua nhiều lựa chọn đánh giá, chúng tôi đã chọn được đối tác Kara Windows là đại diện độc quyền duy nhất, thay mặt và cùng chúng tôi phát triển thị trường Đông Nam Á. Lý do cho sự hợp tác này chính là vì chúng tôi có 3 điểm chung chính: tầm nhìn dài hạn, cam kết dịch vụ khách hàng và mong muốn phát triển bền vững. Und Versprechen, die wir unseren Kunden und Partnern geben, haben eine hohe Priorität und werden eingehalten.